Chào mừng các em đến với tiết tập đọc ngày hôm nay. Tiếp theo chủ đề sông biển của tuần trước, hôm nay cô sẽ đưa các em đến với một nơi rất thú vị. Vậy các em có muốn cùng cô đến nơi đó không? Chắc chắn là có phải không nào? Vậy thì bây giờ các em hãy cùng cô vào chiếc tàu ngầm này để đến nơi đó nhé. Nào, chúng ta cùng đi nào. À, tàu đã đến nơi rồi. Bây giờ các em hãy quan sát xem, đây là đâu? À, đây là đáy sông. Vậy các em thấy gì ở đây? Đúng rồi, có một chú cá con rất là dễ thương. Bên cạnh là một chú tôm càng nhỏ. Và nguy quá, phía sau có một con cá trông rất hung dữ đang nhắm vào cá con. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với hai con vật này? Để biết được điều gì sẽ xảy ra giữa những con vật này, bây giờ cô cùng các em tìm hiểu bài tập đọc Tôm càng và cá con. Bây giờ chúng ta cùng mở sách tiếng Việt tập 2, trang 68, lắng nghe cô đọc và dò theo, rồi cho cô biết bài này được chia làm mấy đoạn nhé. Tôm càng và cá con. Một hôm, tôm càng đang tập búng càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vảy bạc óng ánh. Thấy tôm càng ngó mình trân trân, con vật nói: "Chào bạn, tôi là cá con." "Chào cá con, bạn cũng ở sông này sao?" "Chúng tôi cũng sống dưới nước như nhà tôm các bạn, có loài cá sống ở sông ngòi, có loài ở hồ ao, có loài ở biển cả." Thấy đuôi cá con lượn nhẹ nhàng, tôm càng nắc nõm khen. Cá con khoe: "Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy, bạn xem này." Nói rồi, cá con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái, vút cái, nó đã quẹo phải. Bơi một lát, cá con lại uốn đuôi sang phải, thoắt cái, nó lại quẹo trái. Tôm càng thấy vậy phục lăng. Cá con sắp vọt lên thì tôm càng thấy một con cá to, mắt đỏ ngầu, nhằm cá con lao tới. Tôm càng vội búng càng, vọt tới, xô bạn vào một ngách đá nhỏ. Cú xô làm cá con bị va vào vách đá, mất mồi. Con cá dữ tức tối bỏ đi. Tôm càng suýt xoa hỏi bạn có đau không? Cá con cười: "Cảm ơn bạn, toàn thân tôi phủ một lớp vảy, đó là bộ áo giáp bảo vệ, nên tôi có va vào đá cũng không đau." Cá con biết tài búng càng của tôm càng, rất nể trọng bạn. Cả hai từ đấy kết bạn cùng nhau, theo Trương Mỹ Đức, Tú Nguyệt, Hoàng Lan Dịch. Các em vừa lắng nghe cô đọc, bây giờ các em hãy cho cô biết bài này được chia làm mấy đoạn nhé. Đúng rồi, bài này được chia làm 4 đoạn. Ở đầu mỗi đoạn đều có đánh số thứ tự. Như vậy, để đọc tốt bài tập đọc này, các em cần đọc rõ ràng, ngắt nghỉ hơi phù hợp sau các dấu câu và chú ý khi đọc phải phân biệt rõ lời của nhân vật, lời người dẫn chuyện, lời của cá con, lời của tôm càng. Bây giờ các em hãy đọc thầm và gạch dưới các từ ngữ mà các em thấy khó đọc trong bài. Bây giờ các em hãy nêu cho cô những từ ngữ khó đọc mà các em vừa gạch. À, cô cũng đồng ý với các từ mà các em vừa nêu. Tròn, xoe. Chú ý âm trờ trong tiếng tròn khi đọc cần đánh lưỡi. Vần e trong tiếng xoe. Tròn, xoe. Các em hãy đọc lại cho cô. Lượn. Chú ý vần ên trong kết thúc bằng âm n khi đọc, lưỡi để giữa hai hàm răng. Lượn.
ngoắc. Chú ý vần ắt kết thúc là âm tờ. Tương tự như n khi đọc lưỡi để ở giữa hai hàm răng, ngoắc. Uốn đuôi. Vần uôn trong tiếng uốn và vần ui trong tiếng đuôi có nguyên âm đôi uô. Khi đọc cần kéo dài một chút. Uốn đuôi. Suýt xoa. Phần uýt kết thúc là âm tờ. Suýt xoa. Bây giờ các em hãy nghe cô đọc và các em lặp lại theo cô nhé. Tròn xoe. Lượn ngoắc. Uốn đuôi. Suýt xoa. Các em hãy đọc lại một lần nữa. Như vậy các em đã đọc đúng các tiếng từ. Bây giờ chúng ta cùng ngắt các câu dài, nhấn giọng với các câu sau nhé. Ở đoạn 1, các em chú ý lời cá con khi biết tôm càng cũng sống ở khúc sông này. Ta cần đọc với giọng ngạc nhiên. Các em hãy lắng nghe và đọc theo cô nhé. Chào cá con, bạn cũng ở sông này sao? Và câu trả lời của cá con với tôm càng. Các em cần phải đọc giọng nhẹ nhàng, thanh mật và cần ngắt hơi phù hợp trong câu. Các em hãy lắng nghe và đọc lại theo cô. Ở đoạn 2, cá con chú ý câu nói của cá con khoe về tài của mình. Vì thế, khi đọc lời của các con với tôm càng, các em cần thể hiện sự tự hào của các con. Các em hãy chú ý lắng nghe và đọc lại theo cô nhé. Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy. Bạn xem này. Và một chú ý nữa ở đoạn 2 này, các em cần nhấn giọng ở những từ in đậm trong đoạn văn sau. Bây giờ các con hãy lắng nghe và đọc lại theo cô nhé. Nói rồi, các con lao về phía trước. Đuôi ngoắt sang trái, vút cái, nó đã quẹo phải. Bơi một lát, cá con lại uốn đuôi sang phải. Thoắt cái, nó lại quẹo trái. Tôm càng thấy vậy phục lăng. Bây giờ các con hãy đọc lại lần nữa hai câu này. Ở đoạn 3, các con chú ý khi đọc đoạn sau. Đoạn văn này kể lại chuyện khi hai bạn tôm càng và cá con gặp nguy hiểm. Các em cần đọc với giọng nhanh hơn, hồi hộp và chú ý ngắt hơi ở các dấu câu. Bây giờ các con hãy lắng nghe và đọc lại theo cô nhé. Cá con sắp vọt lên thì tôm càng thấy một con cá to.
mắt đỏ ngầu, nhầm cá con lao tới. Tôm càng vội bún càng, vọt tới, xô bạn vào một ngách đá nhỏ. Cú xô làm cá con va vào vách đá, mất mồi, con cá dữ tức tối bỏ đi. Như vậy, các em đã đọc được bài đọc rồi. Để hiểu rõ hơn các từ, các cô cùng các em giải nghĩa từ. Bạn nào cho cô biết bún càng có nghĩa là gì? À đúng rồi, bún càng là co mình lại, dùng càng đẩy mình vọt lên để di chuyển. Các con thấy đây là con tôm đang ở tư thế co mình lại, dùng càng đẩy mình vọt lên để di chuyển về phía trước. Nhìn trân trân là nhìn thẳng vào một vật gì đó lâu và không chớp mắt. Nắp nõm khen là tấm tắc khen luôn miệng, thể hiện sự thán phục. Mái chèo. Cô đố các con mái chèo là gì? Các bạn nào đã thấy, bạn nào đã được thấy mái chèo rồi? À, đây là chiếc mái chèo. Đây là cái vật thường làm bằng gỗ, dùng để đẩy nước cho thuyền đi. Dụng cụ này các con mà khi về những cái vùng sông nước, người ta thường thấy, người ta thường dùng nó để chèo thuyền. Bánh lái. Đây là cái bánh lái của chiếc thuyền, thuyền tàu. Bộ phận này dùng để điều khiển hướng chuyển động của tàu thuyền. Phục lanh có nghĩa là rất nể phục, phục hết mức tài nghệ của ai đó. Quẹo có nghĩa là rẽ. Khi mình đang đi, mình muốn sang hướng khác thì mình rẽ, thì đây chính là quẹo. Áo giáp là bộ đồ mặc làm bằng chất liệu đặc biệt, có sức chống đỡ với những vật gây tổn hại, gây nguy hiểm cho cơ thể. Ví dụ như con tôm này, nó có bộ áo cứng ở ngoài, bao lấy thân mềm, thì cái bộ áo này gọi là, đó là áo giáp của tôm. Vậy, để tìm hiểu được nội dung của truyện, cô mời các em tìm hiểu nội dung của bài đọc hôm nay. Câu hỏi 1. Khi đang tập bún càng dưới đáy sông, tôm càng gặp chuyện gì? Các em hãy đọc thầm đoạn 1, tìm xem có sự việc gì xảy ra khi tôm càng tập bún càng. Khi đọc, các con có thể dùng bút chì gạch dưới những cái sự việc. Vậy bạn nào có thể trả lời cho cô nào? À, cô thấy các bạn đã tìm đúng ý rồi đó. Các bạn nhớ khi trả lời cần phải trả lời câu hỏi để thành câu nhé. Vậy thế các con làm quen với tôm càng như thế nào? Chúng ta hãy sang câu hỏi 2. Các con làm quen với tôm càng như thế nào? Các em hãy đọc thầm đoạn này và gạch dưới các câu đối thoại giữa các con và tôm càng.
À, cô thấy các em đã tìm đúng ý rồi đó. Vậy qua câu này, các em đã biết được các con làm quen với tôm càng bằng cách nào chưa? Bây giờ chúng ta sang câu hỏi 3. Câu 3, đuôi và vảy cá con có lợi ích gì? Bây giờ các con hãy đọc thầm đoạn 2 và đoạn 4 rồi gạch dưới các ý trả lời. À, cô nghĩ các con đã gạch đúng rồi đó. Vậy các con hãy dựa vào các ý trên và dùng những cái ngôn ngữ của mình, cái ý mình hiểu để diễn đạt lại trả lời câu hỏi này nhé. Bây giờ chúng ta sang lại câu 4. Kể lại việc tôm càng cứu cá con. Các em hãy đọc thầm đoạn 3 và gạch dưới các ý trả lời nhé. À, cô chúc mừng các bạn đã gạch đúng ý rồi đó. Bây giờ chúng ta cùng sang câu 5. Em thấy tôm càng có gì đáng khen? Qua hành động cứu cá con của tôm càng, em hãy thử nêu những ý kiến của mình về hành động ấy đi. Như vậy, qua câu chuyện tôm càng và cá con, các em thấy tôm càng là một người bạn như thế nào? À, tôm càng là một người bạn rất là tốt, luôn quan tâm giúp đỡ bạn bè. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta cần phải biết quan tâm, chia sẻ khó khăn cùng bạn. Có như vậy, tình cảm của các bạn sẽ ngày càng thắm thiết và bền vững hơn. Bài tập đọc hôm nay đến đây là hết. Các em về nhà đọc lại bài tập đọc, trả lời các câu hỏi trong phần tìm hiểu bài, làm phiếu bài tập. Xem trước bài luyện từ và câu, từ ngữ về sông biển, dấu phẩy, sách tiếng Việt trang 73. Chúc các con luôn vui khỏe. Mến chào các con.